Cái tập chưa đó hả? Chở quà này nó còn cắn được cuốn kia. Anh phải để cho em giữ mối với anh. Mày giấu bài à? Mày giấu bài chứ. Bữa cắn nó còn lại đúng mấy ai vậy này. Nghe làm để ý gì hả? Ngồi xem. Không biết đòi gì hả? Thank you.
đen này. Đó gì nó hơn nó nhiều hơn nó nhiều tiền ra gì đó chị ngon ngon chứ em đấu anh có nghe anh vô địch này anh đỏ chị qua ngon quá trời bên đây nó sao chị tự ra cho ra quen cho xuống dưới này đụng ngang nhau rồi phần thắng nghiêng về Kyo Nhi, tỷ số là 7-3.